Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu tiên tất cả học sinh các khối lớp đồng loạt đến trường thì đã phát hiện 3 trường hợp F0 ở cả bậc mầm non, tiểu học và lớp 6. Ngay khi phát hiện các trường hợp học sinh dương tính với COVID-19, các cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với ngành y tế để xử lý theo đúng quy trình. Tất cả các F1 đã được lấy mẫu test nhanh và hiện đã có kết quả âm tính. Theo đánh giá của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết có sự tăng cường đi lại, giao lưu nên khi học sinh trở lại trường có thể đã nhiễm bệnh và đang trong thời gian ủ bệnh. Trong tuần này, có thể tiếp tục phát sinh các ca dương tính mới. Các cơ sở giáo dục cũng có sự chuẩn bị để đảm bảo an toàn. Riêng khối mầm non, tuần đầu tiên các cơ sở không tổ chức ăn sáng mà tập trung đón trẻ vào đầu giờ sáng để tầm soát dịch. Về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đến nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch tiêm ngay khi có thể triển khai. Nhằm thu hút hành khách đi tàu trở lại sau thời gian bị tác động của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết là sẽ giảm 50% giá vé cho 10.000 chỗ trong tháng 2 và tháng 3. Theo đó, thời gian giảm giá vé áp dụng từ ngày 21 tháng 2 đến 31 tháng 3 với giá vé bằng 50% giá vé cùng thời điểm. Hạng vé áp dụng giảm giá là loại vé ghế ngồi mềm điều hòa, giường nằm khoang 6 điều hòa và giường nằm khoang 4 điều hòa. Khuyến mãi áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu SE3, SE4, SE7, SE8 có cự ly vận chuyển từ 500 km trở lên. Hành khách mua vé đi tàu SE21, SE22 có cự ly vận chuyển từ 420 km trở lên. Hành khách mua vé đi tàu SNT1, SNT2 Sài Gòn, Nha Trang có cự ly vận chuyển từ 250 km trở lên và tàu SPT1, SPT2 Sài Gòn, Phan Thiết có cự ly vận chuyển từ 150 km trở lên. Hành khách có thể mua vé theo chương trình kích cầu trên ở các website của ngành đường sắt Việt Nam, ứng dụng mua vé tàu trên thiết bị di động hoặc là đến các quầy bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa và các kênh bán vé khác hiện đang hợp tác với ngành đường sắt. Đến thời điểm này thì một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Ngoài các biện pháp thanh kiểm tra, ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Công Thương và Chính phủ có phương án điều chỉnh giá xăng dầu linh động hơn nhằm đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp. Tại buổi họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra theo dõi 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chỉ có duy nhất một cửa hàng đóng cửa vì không có hàng để phân phối cho người dân. Còn lại các cửa hàng đa số hết xăng RON 95 hoặc hết xăng còn dầu. Trường hợp có cái khó khăn trong cái việc tiếp nhận cái nguồn cung hàng hóa cũng như là hoạt động cung ứng phân phối cho người tiêu dùng, nếu mà có gặp khó khăn, có đứt gãy, có gián đoạn về cái nguồn cung thì phải báo cáo ngay. Trong trường hợp nếu mà không báo cáo thì các cái đoàn thanh tra kiểm tra phát hiện thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm tra thì tình hình chung là các cửa hàng này đều đã có cái hóa đơn, nói chung là có giấy tờ rồi nhưng mà hàng hóa thì chưa về. Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi 15 đầu mối xuất nhập khẩu, yêu cầu báo cáo tình hình nhập khẩu xăng dầu trong các tháng tới đây để bổ sung nguồn dự trữ theo quy định. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ điều chỉnh giá linh động hơn. Thay vì theo quy định 1 tháng 3 kỳ thì trong trường hợp giá thế giới biến động nhanh cần điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập trung giám sát hệ thống phân phối xăng dầu của thành phố, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Chúng tôi phải tiếp tục truy cho đến tận gốc xem vấn đề nó ở đâu. Nếu như nó nằm ngoài địa bàn thành phố thì kịp thời phối hợp với Sở Công Thương báo cáo với Bộ để có những cái chỉ đạo điều chỉnh từ Hà Nội đối với các doanh nghiệp đầu mối hoặc nguồn cung cấp, và phải có những cái kịp thời để xử lý tình huống không để xảy ra những cái hậu quả hoặc là xảy ra những cái hiệu ứng lan tỏa xấu đối với thị trường. Chúng tôi đang hết sức nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Thì cùng với sự giúp đỡ của người dân và các cơ quan truyền thông, thì kịp thời chúng tôi sẽ có những cái biện pháp để đảm bảo cung cầu, để giữ cho cái thị trường xăng dầu trong thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp thì cũng vẫn được hoạt động một cách lành mạnh và công khai, minh bạch. Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường, đội cơ động đã triển khai giám sát chặt chẽ 24/24 giờ tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Thị trường kim loại quý trong nước lấy lại mốc 63 triệu đồng nhờ chuỗi đi lên 5 phiên liên tiếp. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua vào là 62,5 triệu đồng một lượng và bán ra là 63,2 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng so với ngày hôm qua. Như vậy là giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 250.000 đến 400.000 đồng, lấy lại vùng 63 triệu đồng và chỉ còn cách đỉnh lịch sử nửa triệu đồng một lượng. Một số hệ thống kinh doanh vàng miếng tại Hà Nội còn tăng cao hơn, lên đến 350 đến 400.000 đồng một lượng. Vàng nhẫn được bán ra 53,6 triệu đồng và mua vào 54,3 triệu đồng một lượng. Đà tăng của vàng trong nước được hỗ trợ bởi xu hướng đi lên của giá thế giới. Mỗi ounce vàng quốc tế giao ngay tăng 12,3 đô la Mỹ khi chốt phiên tối qua lên mức là 1.871 đô la Mỹ. Giá vàng có thời điểm lên mức là 1.874 đô la Mỹ, cao nhất trong vòng 3 tháng qua bởi nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng vọt vì lo ngại xung đột Nga-Ukraine. Dự đoán là giá vàng trong nước sẽ vượt 63,7 triệu đồng để lập đỉnh mới từ đây cho đến cuối tháng 3 do căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơ cấu lúa chất lượng cao và lúa đặc sản của Việt Nam hiện chiếm hơn 70% trong tổng diện tích sản xuất lúa. Một trong những giống lúa chất lượng cao đang có tiềm năng tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu là giống lúa Japonica. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu gạo trong nước đang liên kết với nông dân, hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu, đưa sản phẩm này ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị của gạo Việt. Mỗi tháng, doanh nghiệp này đang xuất khẩu vài chục tấn gạo Japonica hữu cơ sang thị trường Đức, với hai dòng gạo chính là gạo trắng và gạo lứt. Theo doanh nghiệp này, dù sản lượng xuất khẩu chưa nhiều, nhưng việc đa dạng thị trường tiêu thụ sẽ mở ra nhiều triển vọng về đầu ra cho dòng sản phẩm gạo hữu cơ của Việt Nam. Bước đầu thì chúng tôi cũng đã đánh giá với một số các cái chuyên gia của nước ngoài như của Nhật hay là của Đức thì họ đánh giá rất là tốt đối với dòng gạo Việt Nam. Ăn là rất là đậm, dẻo và thơm, đặc biệt là cái độ trong cũng đáp ứng được rất là tốt nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Theo các doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu gạo, so với gạo phẩm cấp thấp và trung bình thì giá xuất khẩu gạo Japonica cũng cao hơn nhiều lần. Nếu giá gạo IR50404 chỉ xuất khẩu được với giá 450 đô la Mỹ một tấn thì giá xuất khẩu gạo Japonica đạt đến 1.000 đô la Mỹ một tấn, tức là cao gấp 2 lần. Trong khi chi phí sản xuất giữa gạo phẩm cấp thấp và trung bình so với gạo chất lượng cao chỉ chênh lệch khoảng từ 10 đến 20%. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU là những thị trường rất tiềm năng để xuất khẩu gạo Japonica. Xu thế của thế giới hiện giờ đang nhập hàng này rất là nhiều. Chúng tôi đang có cái định hướng là mỗi tỉnh là một cái dạ dày của thế giới, tức là hình thành từ vùng nguyên liệu để cung cấp cho thị trường trên thế giới với những cái yêu cầu về chất lượng khác hay nhất. Với những cái giống có nguồn gốc giống Japonica như G02 thì nó lại phù hợp với thị trường, thị hiệu. Một số thị trường ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông thì những thị trường này có yêu cầu chất lượng gạo cao, yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng cái giá bán lại cao. Để nâng cao giá trị gạo Việt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng đến năm 2030 sẽ tiếp tục giảm gạo trắng cấp thấp trung bình còn 10%, gia tăng tỷ lệ gạo thơm, gạo đặc sản Japonica lên 40%. Gạo nếp 25% và sản phẩm gạo có giá trị gia tăng khác 10%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để mặt hàng gạo đạt kim ngạch xuất khẩu cao và ổn định, thì một trong những điều kiện mấu chốt là phải tăng chất lượng từ việc áp dụng sản xuất giống chất lượng cao, tạo ra sản phẩm chế biến sâu để chiếm lĩnh những thị trường khó tính thay vì phụ thuộc vào các thị trường truyền thống